Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa hai bố con ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh và các đồng phạm ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ án có 6.630 nhà đầu tư được xác định là người bị hại cũng được triệu tập đến tòa. Sáng ngày 18 tháng 3, công tác chuẩn bị cho phiên tòa đã được hoàn tất. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã dựng dạp trong sơn tòa, chuẩn bị ghế, màn hình TV cỡ lớn, hệ thống âm thanh, ánh sáng để đảm bảo có thể tường thuật toàn bộ diễn biến phiên tòa dành cho những người bị hại ngồi ngoài sân có thể theo dõi đầy đủ. Công tác đảm bảo an ninh trật tự cho phiên tòa sơ thẩm cũng đã được lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp và công an quận Hoàng Mai hoàn tất kế hoạch. Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 20 ngày có hơn 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Con trai chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh là bị can Đỗ Hoàng Việt, phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, được thay thế sang áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh. Nhiều bị can khác trong vụ án cũng được tại ngoại. Trước khi diễn ra phiên tòa, luật sư Nguyễn Văn Tú, người bào chữa cho bị cáo Đỗ Hoàng Việt cho biết, ngay từ giai đoạn điều tra vào tháng 8 năm 2023, trong bối cảnh khó khăn nhất nhưng gia đình ông Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt đã nỗ lực khắc phục 100% thiệt hại với số tiền khoảng 8,6 ngàn tỷ đồng, nộp vào tài khoản tạm giữ của Cục C03. Luật sư Nguyễn Văn Tú cho biết thêm, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận hơn 1.000 đơn xin giảm án do các nhà đầu tư cũng là người bị hại của vụ án gửi đến xin giảm án cho các bị can, đặc biệt là bị cáo Đỗ Hoàng Việt và Đỗ Anh Dũng trong đơn, các nhà đầu tư xin tòa viện kiểm sát xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho toàn bộ các bị can, riêng đối với hai bị can Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt đề nghị các quý cơ quan có thẩm quyền xem xét áp dụng chính sách khoan hồng, đặc biệt vì hai người này đã nỗ lực khắc phục đầy đủ 100% số tiền của người mua trái phiếu vào kho bạc nhà nước trong thời gian ngắn, đã giải tỏa được tâm lý lo lắng cho các nhà đầu tư. Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt cùng với 8 bị cáo thuộc công ty Tân Hoàng Minh và 5 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng, tháng 6 năm 2021, Tân Hoàng Minh bị dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ, rồi tăng thành gần 20.000 tỷ tại thời điểm đầu năm 2022. Để trả nợ và chi tiêu, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn Tân Hoàng Minh không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con không thể kiểm toán kịp thời. Do đó, ông Dũng và đồng phạm sử dụng hành vi gian dối, dùng pháp nhân ba công ty thành viên phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật với tổng trị giá 10.300 tỷ. Quá trình thực hiện ông Dũng và đồng phạm thông đồng với các bị can, đối tượng tại công ty kiểm toán Nam Việt chi nhánh phía Bắc và công ty CPA Hà Nội, mục đích để hợp thức số liệu làm đẹp báo cáo tài chính các năm 2020-2021 của các công ty để có đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Sau khi mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng, từ đó, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được tổng số tiền gần 14.000 tỷ, tuy nhiên sau khi huy động tiền, các bị can tại Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt 8.600 tỷ của nhà đầu tư.